Hello, chào bạn nha. Thì hôm nay em đã sẽ đến với em xa mới nha bạn. Vứt nức. Thì em này các bạn có thể đổi free nha. Đổi trung tâm đổi này các bạn. Thì các bạn đổi với 1.500 điểm nha. Điểm VS Con. Thì cái điểm này các bạn có thể kiếm bằng cách là các bạn sẽ đua xếp hạng, nó sẽ có. Hay là các bạn làm nhiệm vụ ảo ảnh tốc độ á. Hai cái nhiệm vụ ảo ảnh tốc độ này nè. Đó, đu mấy cái ải này nè. Các bạn sẽ có được điểm VS rất là nhiều phần thưởng á. Đủ điểm thì mới đổi vĩnh viễn được. Còn đây là 15 ngày nha. Làm này thì nó tặng ngày. Mình đang review các bạn là mình review ngày á, được nhận ngày á. Cho nên là đủ 1.500 điểm thì mới đổi vĩnh viễn được. Đây mới có bể cho mấy điểm nè. Nào muốn sở hữu xe thì cho em cày lên nha. Em này free nhưng thấy cũng rất là đẹp đấy. Thì chiêu của nó thì năng lượng đông trường giữ lại 70%. Mỗi 6 lần thực hiện rít thì trong 6 giây tốc độ nitro cao nhất cộng 40 m/s. Skill này thì các bạn đọc vào các bạn cũng biết là cái gì rồi. Giữ lại nitro khi đụng tường và cộng tốc độ sau 6 lần rip nha. Ok, chúng ta nâng cấp xe nha các bạn. Nhìn chuẩn luôn các bạn. Sau khi nâng cấp xong thì các bạn sẽ thấy là cái biểu đồ nó cân đối rồi á. Cái khúc chưa nâng cấp thì thấy phần grip và phần boost nó khá là yếu. Nâng xong thì cân đối với các chỉ số luôn á. Còn nâng tốc thấy nó cũng nổi trội đấy. Xe drop là 305.3 nhé các bạn. Skill này. Skill xe drop 309.3 thêm 4 km. Ừ, hướng cũng khá là ok đấy. Chắc nhanh gọn thôi. Ai trời. Ui, mình để quên tất để hộ thấp đồ hộ thấp rồi. Nó mặc đồ hộ cao luôn mới phải chứ. Hộ cao thì nó đẹp hơn thiệt nhưng mà nó hơi lát. Lỡ rồi đúng giá. Cái mình cho tốt đấy. Thời gian mình boost ngon nha. Cái gì mà Mister đó lần grip là cộng skill nha bạn. Đổi hướng rất là xịn luôn á. Cua vô đó rất là gọn. Em này đổi hướng ngon. Xe các bạn nhìn thấy nó to to vậy á, nhưng mà nó không nặng nha. Rất là mượt và nó không nặng, có phần hơi nhẹ luôn á. Để vùn đồ họa cái bộ nó có lửa nó cháy xanh xanh ra nhìn đẹp. Không biết xíu tắt nó còn đẹp không ta. Hai đứa nhảy đều ghê. Có mấy đứa làm clip đó, một bài nhảy luôn. Nhìn đẹp thiệt sự. Đúng cái bộ đồ có động tác và hiệu ứng rất là chắc luôn á.
con này lấy nitro cũng ngon. Vậy mà kéo mít trời. Con này tăng tốc yếu ta. Cái thằng đẩy tốc độ nó hơi yếu. Cái ECO mùa mới này cũng chưa biết xài sao cho nó hiệu quả nữa. Nó ghi là mình cái này nhánh giữa nó ghi là gì? Tăng sức mạnh mini boost và tốc độ mini boost. Thì mình nghĩ là trước khi dùng xe đấu đúp á thì mình xài. Nhưng mà không quen lắm. Hôm sau thì mình sẽ làm một cái clip riêng để review kỹ về cái ECO này cho các bạn. Này đùa vui thôi. Xe đúng là chạy xe này, con Free này chạy ngon, chạy thấy các chỉ số đều ok, chỉ cái phần đẩy tốc độ nó không được mạnh, đẩy tốc độ hình như khá là yếu, chạy cảm giác tăng tốc yếu phải. ECO nè, xe rất liều liều nè, nó tăng sức mạnh mini boost các bạn, nên trước khi xe lướt chúng ta xài đẩy tốc độ đi nhanh. Nghĩ giờ là đúng rồi. Nói nhớ chung về con xe Free này thì con này so với con xe Đế Vương Free bữa trước á thì con này không có tuổi đâu, con Đế Vương nó khỏe hơn này rất nhiều luôn á. Con Đế Vương đẩy tốc độ mạnh lắm và nó có nitro ngon hơn nữa. Này không có tuổi với Đế Vương đâu. Con nữ thằng mặt trăng thì nó cũng xe Free nó cũng không bằng đâu. Con này mình nghĩ là nó cùng lắm nó bèn được con Ranger Bảo Táp thôi, hoặc là gấu trúc thôi. Mấy con Free mà đời trước luôn á. Cái này là đánh giá là hơi yếu nha. Nếu bạn nào đang có Đế Vương hoặc là nữ thằng mặt trăng thì mình nghĩ các bạn không cần kè lấy con này đâu. Nhưng mà chưa có xe A thì kè thôi, đỡ mất thời gian. Còn nào thích siêu tầm thì cứ kè thôi. Mạnh thì mình nó mạnh, yếu thì nó yếu. Không biết xài ECO chỗ nào luôn á. Chỗ nào xài đại. Cái ECO này nó xài khác cái ECO mùa trước các bạn à. Mùa trước là nó chỉ cộng tốc độ thôi, còn cái này là nó cộng sức mạnh mini boost nữa. Mình thấy là mấy đứa nó cũng đua, nó cũng hay chọn cái nhánh kia có cái hồi nitro rất là bá luôn. Mà phải ở phía dưới rồi sao mới dùng được. Cao quá. Nó phanh nhẹ lại là kéo được rồi. Tại con tiểu hắc á. Xe này làm gì tốc độ khủng vậy. Ok thì chắc clip đến đây thôi nha. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like ủng hộ mình nha các bạn. Còn bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký nha. Để mình ra clip á các bạn sẽ thấy theo dõi luôn. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.